lần đầu tiên em nhận vai trò làm MC. Mà đến khi tập phát sóng đầu tiên lên thì em nhận vô số lời chê trách, nói em nhạt, nói em dở, nói em xấu, đổi thay vai em, đổi thay bằng chị Harry, đổi thay bằng Lan Ngọc, đổi thay bằng tất cả những người khác, nói là em không có năng lực. Nhưng mà cái điều khiến em buồn nhất á là khán giả nói á là ba mẹ không biết sinh ra em để cho em á làm những cái việc mà em không giỏi mà tại sao vẫn làm. Xong rồi chửi em là ngu. Chuyện chửi em á em không có buồn, mà cái chuyện á nói về ba mẹ em á, người sinh ra em á, khiến cho em bị sốc lắm, là giống như nhát dao đâm vào tim vậy đó. Trời ơi, cảm giác chị hai có nghe được những lời em nói hay không, nhưng mà thật ra em rất hối hận khi mà không giữ chị lại.